Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết chính tả nghe viết. Xin mời các bạn hãy lấy vở ô ly ra và dùng bút bút chì hoặc bút mực đều được. Đầu tiên, chúng ta sẽ viết ngày, ngày 27 tháng 5. Sau đó, xin mời các bạn lùi vào năm ô ly viết chữ chính tả. Nếu các bạn viết không kịp, các bạn có thể bấm dừng video để viết, sau đó play tiếp tục nhé. Bây giờ chúng ta sẽ viết 5 từ ngữ và một câu. Mỗi một hàng khi viết, chúng ta sẽ lùi vào hai ô. Cô sẽ đọc từ đầu tiên mùa hè mùa hè xin mời các bạn bấm dừng video và viết từ sau đó kiểm tra đáp án mùa hè Bây giờ chúng ta cùng xem đáp án để xem các bạn viết có đúng hay không nhé. Nếu các bạn viết sai, mình có thể sửa lại qua kế bên, không sao cả. Xin mời các bạn viết từ số 2. Bình nước. Bình nước. Xin mời các bạn kiểm tra lại từ ngữ. Từ số 3. Vui chơi. Vui chơi. vui chơi. Xin mời các bạn kiểm tra xem mình viết đúng hay viết sai nhé. Nếu viết sai, xin mời các bạn hãy sửa lại cho đúng. Từ số 4 Thả diều Thả diều Thả diều Xin mời kiểm tra từ số 5. Dưa hấu. Dưa hấu. Dưa hấu. Xin mời các bạn kiểm tra. Số 6. Chúng ta sẽ viết một câu. Các bạn hãy nhớ. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Em sắp được nghỉ hè. Chấm. Em sắp được nghỉ hè. Chấm. Em sắp được nghỉ hè. Chấm. Viết xong rồi, bây giờ xin mời các bạn kiểm tra lại câu số 6 nhé. Không biết các bạn viết đúng bao nhiêu từ nhỉ? nhớ chụp hình lại và gửi cho các cô xem với nhé cảm ơn các bạn bye bye